chiếc hộp tuôn lại ạ. Trong lúc đợi Sơn tuôn thì... Nhưng mà tao được cho phép mà con. Ra trưởng đấy. Với những ai đã đi xem đồ nhiều lần mới sẽ thấy hôm nay trên sân khấu có một gương mặt lạ mọi người. Chúng mình đã bay được Ichikarito từ Nhật về Việt Nam là nhau. Chào mừng anh, chào mừng anh ạ. À, một nhân vật nữa thế là Liên Cổ Giấy xuất hiện trong bài bài tiếp sau. Nếu
Yeah. Và 1.000 stream Spotify. 1.500 rồi. 1.500 rồi hả? Ôi nhanh quá. Mọi người nghe thử, nếu thấy hay thì mọi người hãy về stream Spotify để... cho chúng mình có tiền làm album, tại vì nãy nổ 1GB nó ra một con súng 2.000 đồng. Khó chịu quá. Mọi người nên biết là với mỗi lượt mọi người nghe, chúng mình sẽ nhận được 69 đồng. 2 năm trước ạ, thì vào set đá số tới có cả Abix nha, nhưng mà vào set đá số tới thì có một thằng quẹt chân nhảy lên sân khấu hát cùng thì thằng đấy là mình. Xong cái sau cái lúc đấy thì mấy anh em rủ đi ăn kiểu ken gà các thứ, ngồi trà đá, xong rồi được anh gióng trở về nhà, xong rồi bây giờ 2 năm sau được anh em rủ đi đánh tour ảo vong. Nên là đa tạ các ngài những cái cột mốc của Nô Đùa thì những thời điểm hiện tại đều gắn liền với Abix, kiểu cái show đầu tiên của bọn em là đánh cùng với Abix luôn, nên là I love you guys. Hai thằng này xong chưa, nhanh lên, tao nói hết rồi. I'm sorry man. Ok luôn. Bye bye.
bài cuối này nó sẽ là một bài bài ok. Bài cuối này nó sẽ là một bài hơi cover một tí. Thật ra là nó là một bài cover. Nhưng mà nếu bạn có nhận ra cái vật lạ này thì các bạn là những con người có văn hóa. Nhưng mà Lương Trần Quý đi. Trước khi chúng mình đi xuống thì chúng mình có thể